Xin chào tất cả mọi người, thì hôm nay mình làm cái clip này mà mình sẽ up lên ở kênh 2 nhá. Có lẽ mình sẽ chơi Nacross tiếp đấy. Tại vì những bạn mà mình mời vào thì ở trong bạn bè mình chắc mọi người cũng đã biết mình chơi Nacross rồi. Vì thế nên có lẽ mình sẽ phải chơi Nacross thôi. Mặc dù mình không muốn tí nào, nhưng mà team mình không có ai chơi Nacross ổn thì có lẽ mình sẽ chơi vị tướng này. Tỷ lệ thắng của mình được 58% mà đã quất được 300 trận. Wow, quá trời nhiều luôn. Rồi, bạn Viu đấy, bạn cũng khoe luôn kìa, ghê quá. Ghê quá cơ. Trời, 47% cũng khoe nữa trời. Thím này tào lao quá. Chưa 50% mới được khoe, ok. Ai có 47% cũng đi khoe được. Thế mình thì hồi nãy mình có một bạn AG Jesu, bạn ấy đã bận việc và mình sẽ mời một bạn đó là Châu Tuyết Văn vào thay vị trí đấy, bạn ấy chơi vị tướng ra nhá. Để xem là Châu Tuyết Văn có ổn không đây. Hôm nay thì team mình sẽ đối đầu với cả team bên kia. Bên kia thì thông thờ S rất là nhiều. Mà điều đặc biệt thì bên đấy có một vị tướng Nacross có cái tên rất là đáng sợ. Mình không biết đáng sợ hay không, nhưng mà mình thấy cái tên nước ngoài này mình cứ sợ rồi đấy. Tên ở đâu không biết, cái tên này hình như là tên bên Hàn Quốc hay sao đấy. Và cái tên ở bên Hàn Quốc thì mọi người cũng biết rồi mà. Ở Hàn Quốc thì người ta chơi chơi game nó rất là ghê gớm. Thật sự là rất là giỏi. Thì để xem hôm nay Nacross ở Việt Nam rồi sẽ đấu với cả Nacross Trung Quốc thì ai sẽ là kẻ giành chiến thắng nhá. Ai sẽ là người bị hành nhá. Ok, bên kia thì thông thạo S rất là nhiều. Có lẽ sẽ được đồng đội hỗ trợ rất là ghê gớm đây. Còn team mình thì chỉ có một mình là thông thạo S thôi. Bên kia thì Natalia rồi, Violet, Oma rất là ghê gớm. Bên mình thì hồi nãy cũng là những gương mặt clip hồi nãy mình làm rồi. Đây là clip thứ hai mình sẽ up ở kênh thứ hai. Trong thời gian tới thì mình sẽ làm nhiều clip Nacross up ở kênh thứ hai hơn, mong mọi người ủng hộ cho mình với nha. Đấy. Pin mình còn 36%, có lẽ sắp hết rồi. Để mình chat một cái tí nữa thì mình sẽ đánh hết trận này mình sẽ nghỉ nhá. Đấy, báo cho đồng đội biết một tin thôi. Rồi ok. Mình sẽ ăn con bùi xanh trước. Hôm nay thì buổi sáng khá là vắng khách, đâm ra mình làm clip buổi sáng luôn. Chứ thường thường thì mình sẽ làm clip vào buổi tối cơ. Khi mà vợ mình nó đi làm về rồi đấy, xong rồi mình sẽ leo lên gác của mình làm clip. Còn hôm nay thì quán rồi ôi được 2 người. Toàn khách quen thôi. Bật nhạc lên mà chém gió thôi, có gì đâu mà phải ngại. Giờ này mà có tá hai vị khách là quán net nó ế cỡ nào đấy. Làm quán net mà không đủ để trả tiền nhà luôn mà. Đây bạn làm gì đấy? Em ơi em làm gì đấy? Trời ơi, cầm hai quả đấm nhìn hết hồn. Cứ như là muốn đánh nhau với mình ấy. Hay quá, bên trên có solo. Ai sẽ là người chiến thắng? Vâng, và Tara đã hạ gục được Lưu Bố. Quá tuyệt vời. Vậy là một mạng đã dành cho Tara team mình. Một pha gọi là solo khá là ghê gớm của hai vị tướng. Hai vị tướng đều còn rất là ít máu. Rồi mình đã lên được cấp 4 rồi đây. Ê nó đi đường tắt. Nó đi về ra ơi. Ê giời ơi, có chuối. Ê uầy, cứu. Bó tay luôn, không làm được cái gì luôn. Trúng cái chiêu 2 của con Natalia. Ulti không kịp luôn mà. Mình ulti, mình hất tung cái, mình ulti rồi đấy mà không kịp được, nó bị chóa luôn. Chán quá, một pha ngu người rồi, team mình chết hết 3 người luôn. Ôi trời ơi, mình là gánh nặng rồi. Mất thêm con rồng nữa chứ. Chắc chắn là mất rồi đấy. Thôi, bỏ luôn đi. Ok, bây giờ thì mình sẽ cố gắng farm và làm lại nhá. Mất rồng biết rồi, mình biết là mất rồng rồi. Pha đấy mình cũng xuống cũng không rút được gì hết rồi đó. Không cướp được con rồng đâu, tèm mình kia đông quá mà. Pha đó mình ẩu quá, chết một phát, lỗi. Không phải là lỗi mà ai biết được. Cái con mình tính xúc Natalia mà ai ngờ con ấy, thằng Nacross bên kia ở đâu nó chui ra. Thế là mình chết luôn. Cũng phải chấp nhận thôi, sợ phải đấy chết là đúng rồi, làm sao mà sống được. Cái tội ham gái quá mà. HIVS nó gọi là nó chiếm lấy thân xác của mình cũng nào không nên chứ ở mà.
đùa. Tên mình ghi thật là bá đạo quá đi thôi. Ồ oh, hay quá, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ái chà chà, ái chà chà. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống đường dưới này. Ê ô ma kìa, ô ma kìa. Ý núp ở đây một đống luôn đi, núp. Từ từ, ê lạc đường lạc lối rồi cậu ơi, cậu lạc đường rồi này, rồi ôi. Quá, bà này đã bị Châu Tuyết Văn lôi ra khỏi người rồi. Cái, ê, làm cái gì? Vâng, Oma tiếp tục hạ gục tèm đối phương một cách rất là man rợ. Tiếp theo sẽ tới Nakaroth. Nakaroth đâu rồi? Tới đây. Không biết Nakaroth đâu rồi. Trời ơi, Mid ơi, đâu? Tada ơi, trời ơi, pink này. Chú ý, nó lên mà. Ôi thôi, xong rồi. Úi trời ơi, chết queo luôn. Ôi xong, bây giờ mình sẽ phải giết nữ bố để trả thù cho bạn. Mình sẽ giết nữ bố để trả thù cho bạn. Trời ơi, Tada ơi, sao em lại bỏ anh mà đi như thế? Anh sẽ trả thù cho em. Chơi không? Đánh nhau không? Không đánh nhau đúng không? Không đánh nhau thì thôi. Đây. Và đấy mình ping rõ ràng rồi đấy. Nhưng mà không biết sao mà ta ra không để ý. Em nhớ em thấy anh Hảo. Ai ngờ dừng. Ôi giời ơi. Dừng người ta mà nhìn thấy làm sao mà thấy anh được. Anh đang ứng ở dưới này mà. Và đó anh chạy lên đâu có kịp đâu. Tại vì rõ ràng là ping quá trời quá đất luôn. Mà không thấy lùi mà thấy lao vào. Chắc có lẽ bị ham mạng quá. Em thấy em nhớ là anh Hảo cơ. Vãi cả nhớ. Nhớ kiểu này thì chết. Ê. Trời ơi làm cái gì đấy. Trời nó đông quá cơ. Và đấy không có mít tem bạn thì có mà mình giết AD tem bạn rồi chứ. Ê. Úi dồi ôi. Múa như thế đấy mà không ăn thua. Ăn cái con này lấy máu cái coi. Có lên nào anh em ơi. Qua ăn con rồng luôn ha. Ê núp. Ăn rồng luôn, tem nó lùi về rồi. Nó mà ra là mình xúc luôn ấy, sợ gì nó. Đấy, tem mình rất là đông ở đây. Cố gắng con rồng. Ôi, ăn con rồng có lẽ không kịp rồi. Úi dồi, ra đây. À, nó tỉnh thế nhỉ. Nó tỉnh như ruồi ấy. Thôi ăn rồng nào, mà thôi. Không kịp rồi, mình sẽ đi ăn cái con bùa đỏ đi. Chưa đứng lâu quá là mình sẽ bị thọt cấp nhá. Mọi người tốt nhất là đừng lên chờ đợi người ta ngồi đợi chờ là hạnh phúc nhưng mình chả thấy hạnh phúc đâu. Đợi chờ là bị thọt đấy. Đừng có chờ đợi mất công lắm. Ê, máu nhiều sung thế. Công nhận luôn. Mình núp mà thế nào nó lại chạy ra ngoài nó đứng. Trời ơi. Đang núp mà. Thôi không ai ăn rồng thì mình ăn vậy. Tên bên kia nó bỏ rồng rồi. À. Tưởng bỏ rồng chứ ai ngờ vẫn đứng đây à. Ui hay quá. Ulti được con rồng luôn. Mừng quá đi mất. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình sẽ đi chả tem mình ăn được rồng sao chết hết vậy. Mình nhớ là ăn rồng xong rồi hồi máu xong rồi đi về không về chết luôn. Chết hai mạng luôn rồi. Tại vì vào đấy tem mình ăn rồng hết máu rồi. Làm sao mà ở lại mà bật co được không. Thôi kệ ông sao, từ từ bình tĩnh. Mình sẽ đẩy đường trụ đường trên luôn nhá. Lấy cái trụ đường trên tem bạn luôn đi. Rồi, mất trụ đường dưới rồi. Thôi xong. Đây, cái trụ đầu tiên của mình sẽ... Đấy, anh em mình làm là anh em mình đi chung đi. Đi không, ta ra. Ê, em ơi. Xử lý nó. Đúng rồi, úi dồi ôi, nó đông quá. Thôi chạy. Trời ơi nó đông như thế làm sao mà chơi. 2-2 còn được chứ trời ơi 4 người luôn. Mình thấy 4 người nó đứng chứng ứng nha đấy. Ai mà dám chơi. Ủa hù rồi 8 giây nữa mới có ulti. Wow. Cơ hội của tôi đây rồi. Pentakill. Úi trời ơi. Nào. Ôi ôi. Đánh luôn. Hay quá. Hat trick luôn. Trời ơi, phát đấy mà mình có nhiều máu được Pentakill rồi, ngon. Tiếc quá cơ, được có ít máu quá. Phát đấy mà mình ham mạng là mình sẽ chết ngay. Tại vì mình đang đuổi theo cái con kia mà. Đằng trên thì đằng dưới Violet hạ gục rồi. Phát đấy mình còn đầy cái máu thì ngon rồi ha. Bây giờ mình sẽ ra mình ăn cái bù xanh luôn. Ê, bù xanh chưa có à? Không có thì thôi, làm gì ghê chứ.
Ê, bậy rồi. Đấy, ok, ăn cái con bùi xanh luôn. Hai con bùi xanh hồi cho nó nhiều mana. Giờ là mình xài mana không có tốn luôn. Quá là ghê gớm. Ái chà chà. Hay quá. Nào, chơi. Chơi này. Tiếc quá, không ăn được đâu. Mà hơi kệ, không sao. Ăn rồng luôn. Tem mình hiện tại đang chênh lệch được 4 mạng. Nhưng mà tại vì tem mình khá là xanh ấy. Đây, mình sẽ lên cái áo choàng băng giá. Mình sẽ thể solo bất cứ vị tướng nào mà mình ghét. Rồi, bay qua đây. Lữ bố. Bắt luôn. Nào, chơi này. Bắt ulti làm cái gì? Chơi. Lên bảng điểm số đi. Ái chà chà, nó vẫn đủ sức nó chạy. Thằng Nakaroth này. Cái gì? Oma đúng không? Này thì Oma này rồi, chạy đi đâu. Bắn nó. Đúng rồi, hay quá, đánh luôn. Chạy đi đâu? Chạy hộ cái nào. Ôi trời ơi. Mình chả hiểu nó tự dưng đang đánh nó chạy ra nó đánh cái gì, chả biết luôn. Vãi hàng thật chứ. Tầm ra tí nữa thì mình giết được con Natalia rồi. Mà lại không giết được. Bực mình ghê luôn. Đây, hiện tại thì mình đang team mình đang rất là xanh. Hồi nãy giết được 12 mà giờ nó giết được 15 mạng luôn rồi. Có lẽ là do team mình chăm chỉ ăn rồng á, đâm ra tính đến thể tải hiện tại thì nó sẽ hơn cấp rất là cao. Đánh luôn, ra đây. Đánh nhảy. Thôi bỏ đi. Úi trời, đông thế. Đông vậy làm sao chơi? Đánh nhau đúng không? Này thì hổ báo này. Úi dồi ôi, cái luôn kìa, hay quá. Tuyệt vời. Nào, một em phải là bám số. Tiếp theo sẽ là Oma. Này thì Oma này. Oma đúng không? Thôi bỏ đi. Cái con đó mình không lên dây với nó. Nó bá đạo quá rồi. Bắn này còn cố mà. Bắn này, bắn hộ cái. Trời ơi, mình đã không đánh rồi. Nó còn cố tình nó nhảy lên nó bắn mình nữa cơ chứ. Chết làm sao được. Mình như thế này làm sao mà chết được. Ủa, đầu hàng luôn rồi á. Quá nhanh, có nguy hiểm, mọi người thấy ghê không? Thôi, trận đấu này đã kết thúc ở đây rồi. Mọi người xem clip, nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha. Tại vì clip này có lẽ mình sẽ úp ở cái kênh thứ hai đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn rất là nhiều. Rồi, ok, mình đã được bạch kim 2 rồi. Ngày hôm nay thắng được 6 trận liên tiếp. Rồi, mình nghỉ nha, bye bye mọi người. Đi làm việc thôi. Hát the trick. Ngon. Sao mà lâu quá vậy? Chờ rất là lâu nhá. Rồi, bye bye mọi người.